chào cả nhà nha cả nhà. Bữa nay em làm đồ ăn cơm cả nhà. Nay em làm cá lóc kho bầu. Để bầu nhà của em đó. Em mặn con cá lóc kho bầu. Cơm chiên, cơm nguội em còn dư em chiên lại. Cơm nguội em ăn cũ còn em chiên lại làm cơm chiên. Kho gì vừa ăn thôi. Cho thấm cá rồi mới thả bầu vô. Cho nước mắm nó thấm cá rồi. Đổ nước vô cái đổ bầu vô. Bữa cơm đơn giản. Hồi vớt ra, giờ đi bắt chảo lên chiên cơm. Để cái hồi cho nó nguội cái em sắc ra. Phì bóng bóng rồi. Chết rồi, nó bị con gì trong mỡ em mình anh. Vào. Nó bầu vô hấp dẫn không? Cơm chiên vô. Cơm này nó khô.
họ lấy xong này luộc rau luôn. Cơm chiên tép mỡ cả nhà với trứng. Đậy nắp nồi bầu này. Cho nó mau sôi. Cơm chiên tỏi. Cơm chiên tỏi với tép mỡ. Biết không, là cả nhà có xem clip của em mấy clip trước, có clip em phê hành, clip này em cũng phê hành nè cả nhà. Cả nhà cứ rửa khô, cắt xà, cắt rửa khô, rửa xong rồi để cho nó ráo nước rồi cắt bỏ vô ngăn đá, xài mấy tháng không hư nha cả nhà. Em hành em xài là cứ mua, bữa hôm không mua bó 60 ngàn ký, em xài biết lâu rồi. Đầy ơn em xài giống vậy như này. Mỗi lần xài cái em bỏ vô miếng, xài xong bỏ vô tủ lạnh lại đâu hư đâu. Rồi. Cá luôn, cái đem đi luộc rau. Dừng cái này ra để cho chấm chỗ, lấy miếng luộc rau. Cơm chiên hấp dẫn. Rồi, cơm chiên hấp dẫn cho cả nhà. Nấu xong rồi nghe cả nhà, giờ mình ăn cơm. Cả nhà mình ăn cơm, mời cả nhà ăn cơm nha. Ngoại có đũa chưa? Có rồi. Cho anh ăn cơm chiên, ăn cơm mấy em cơm tư đi. Ăn cơm trắng em ăn cơm chiên đâu. Anh ăn cơm chiên. Cơm chiên. Cơm chiên dưa châu. Mà không có lạc xưởng. Cơm chiên tép mỡ dưa trứng à. Anh đó. Mẹ gái ăn cơm này thôi, chứ chắc này thôi đi, mẹ ăn đi. Đấy. Mời cả nhà ăn cơm, cả nhà ơi. Nó mới lần đầu tiên ăn cả nhà, em mới quay cảnh ăn cơm cả nhà. Bầu ngon quá. Ăn bầu ngon không? Ông ngoại ăn đi ngoại. Cái này có cao bỏ rồi. Bầu bầu lâu dữ lắm mới ăn cái bầu kho này ha. Bầu mình thêm bầu nhà mình bẻ nó ngọt nó ngon ra. Tự mình sản xuất thái ra ngon. Ừ. Ăn ngon bầu ngon hơn cá nè. Ngon quá. Ngon hả? Cá nó có chịu ăn bầu không? Con nhà em không chịu ăn rau cho anh cả nhà. Bữa cơm đạm bạc quá tuyệt vời. Xong rồi hả? Ừ. Làm được mấy chén hả? Bữa còn chén. Em ba chén. Em ba chén, ăn tới 4 chén. Cơm chiên cũng hết luôn cả nhà. Vừa hết cơm chiên. Chải còn. Bắt bắt. Không chạm. Cơm với bầu ăn bầu ngon hơn chấm cải. Sạch như trăm, không phải lớn thuốc, bầu non cũng ngon. Còn ngon không cá? Bao nhiêu cơm nó còn hết không cơm không cá? Hết luôn hả?
Xin chào cả nhà nha. Giờ hẹn cả nhà clip sau nha. Cả nhà nhớ xem, đăng ký cho em, nhớ cho em một đăng ký, một like và một chia sẻ nha cả nhà.